Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của dược tốc biến. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách nhận diện và ghi nhớ thuốc chẹn beta một cách nhanh nhất và dễ nhớ nhất. Đầu tiên, như chúng ta đã biết thì thuốc chẹn beta là thuốc giãn mạch được sử dụng để điều trị cơn đau thắt ngực, loạn nhịp tim, tăng huyết áp, một số chỉ định khác như cường giáp, đau nửa đầu, glaucoma góc mở, run tay không rõ nguyên nhân. Các thuốc chẹn beta hoạt động với cơ chế chẹn tụ thể cường giao cảm và ức chế các tác dụng giao cảm ở tế bào cơ tim và cơ khí quản. Tùy theo vị trí tác động lên thụ thể nào mà các thuốc này sẽ có tác dụng tương ứng. Trước tiên, khi gặp một tên thuốc mà có tận cùng là chữ L-O-L thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến đó chính là thuốc chẹn beta. Đối Với các thuốc chẹn beta, chúng ta cần nhớ 3 nhóm thuốc. Nhóm thuốc thứ nhất là thuốc có tính chọn lọc trên tim mạch hay trên thụ thể beta 1. Thứ hai là chẹn beta cộng với cường độ tại beta. Thứ ba là chẹn beta cộng với chức năng ổn định màng. Đầu tiên, các thuốc có tác dụng chọn lọc trên tim. Chúng ta sẽ để ý tên chữ cái đầu nếu là từ vần A cho đến vần N thì nó chính là các thuốc tác dụng chọn lọc trên tim mạch. Ví dụ như acebutolol, atenolol, bisoprolol, betazolol, seliprolol, esmolol, metoprolol và nebivolol. trừ bosindolol và carvedilol. Tiếp theo, nếu thuốc chẹn beta có chữ cái đầu là từ vần o cho tới vần z thì đó chính là các thuốc chẹn beta không chọn lọc. Ví dụ như pindolone, propanolol, sotalone, timolol. Sau đó, thuốc chẹn cả receptor alpha và beta có labetolol, busindolol, carvedilol. Nhóm thuốc thứ hai là nhóm thuốc chẹn beta cộng với chức năng cường nội tại beta. Các thuốc trong nhóm này bao gồm Bucindolone, Celiprolone, Cateolone, Penbutolone, Ofrenolone, Aprenolone, Pindolone, Labetalone và Acebutolone. Các thuốc trong nhóm này thì chúng ta sẽ để ý những chữ cái đầu mà mình đã bôi đỏ ở đây. Cách để nhớ các thuốc này như sau. busi và Seni mang một xe đẩy toàn bút và gim tới phòng thí nghiệm tên là ACE. CART chính là xe đẩy. Từ pen chính là bút, pin chính là ghim. LAB là chính là phòng thí nghiệm. Chúng ta chỉ cần nhớ là Busi và Celi mang một xe đẩy toàn bút và ghim tới phòng thí nghiệm tên là ACE. Từ đó thì chúng ta sẽ nhớ được các thuốc trong nhóm này một cách dễ dàng. Tiếp theo là các thuốc chẹn beta cộng với chức năng ổn định màng. Các thuốc trong nhóm này bao gồm propanolol, metoprolol, pindolol, labetalol và acebutolol. Tương tự như nhóm thuốc thứ hai, cách nhớ của nhóm thuốc này đó chính là Giáo sư Meto quên cầm ghim tới phòng thí nghiệm ACE. Từ pro trong từ professor có nghĩa là giáo sư. Meto là tên giáo sư Quên cầm ghim Ghim ở đây trong tiếng Anh chính là pin Tới phòng thí nghiệm Là AB là viết tắt của phòng thí nghiệm ACE Đó chúng ta chỉ cần nhớ như vậy Giáo sư Meto quên cầm ghim Tới phòng thí nghiệm ACE Sau khi nhớ được các thuốc Trong tất cả các nhóm này Chúng ta cũng để ý Acebutanol có mặt ở cả ba cột đó là thuốc tác dụng chọn lọc trên tim và có thêm chức năng cường nội tại beta và ổn định màng. Seliprolol thì có mặt ở cả thuốc chọn lọc trên tim mạch và cường nội tại beta. Metoprolol thì có cả tác dụng chọn lọc trên tim và ổn định màng. Pinolol và Labetalol thì đều là các thuốc không chọn lọc trên tim mạch nhưng có tác dụng cường nội tại beta và ổn định mà Sự phân loại này thì giúp cho chúng ta có thể lựa chọn được loại thuốc thích hợp trong quá trình điều trị. Ví dụ như bệnh nhân có rối loạn có tắt phế quản thì nên dùng loại thuốc có tác dụng chọn lọc trên tim mạch. Ví dụ như bệnh nhân có nhịp tim chậm thì dùng loại có cường nội tại beta. Và đây thì chắc chắn là các bạn đã nắm mắt được phương pháp nhận diện và ghi nhớ thuốc chẹn beta một cách nhanh nhất. Nếu bạn nào có phương pháp nhớ nhanh hơn, hiệu quả hơn thì nhớ comment xuống phía dưới để mọi người cùng học hỏi nha. Và đến đây thì video của mình đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.